sữa có sinh vật lạ nghi là đỉa, nhân kẹo được làm bằng trứng đỉa, hay đỉa sấy khô được tán nhuyễn trộn với thực phẩm như mì tôm, bim bim hay sữa bột khiến cho trứng và bào tử đỉa ký sinh phát triển thành con đỉa trong cơ thể, phá hủy nội tạng của chúng ta. Tin đồn này có thật hay không? Đỉa có thực sự có khả năng chết đi và sống lại? Loài quỷ tái sinh này dưới kính hiển vi sẽ trông như thế nào? Hãy cùng với kính hiển vi đi tìm sự thật ngay bây giờ các bạn nhé! Xin chào các bạn, hiện tại mình và Mami đang có mặt tại một cánh đồng để bắt đỉa các bạn ạ. Đỉa thì đa số sống trong môi trường nước ngọt, một số loài thì sống trên cạn, được gọi là con vắt hoặc là đỉa lá. Đỉa thì có tới 700 loài cơ, trong đó có 100 loài đỉa biển, 90 loài sống trên cạn và còn lại ở dưới nước ngọt như thế này. Các bạn có nhìn thấy nó đang bơi không? Ui, mình rất là sợ cái con này nên phải nhờ Mami bắt giúp đấy. Nó bơi rất là nhanh và cái màu của nó cũng lẫn với cả màu cỏ nên rất khó có thể nhìn thấy. Bắt được rồi các bạn ơi, bắt được hẳn 2 con luôn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tới phòng thí nghiệm ngay thôi nào. Hãy nhìn nó đang bơi đây, bơi đây, bơi đây. Đã quay trở lại đây rồi các bạn ơi. Hai con đỉa mà khi nãy chúng ta bắt trên cánh đồng ruộng đây này, nhìn chúng di chuyển mà Ad dựng hết cả tóc gáy lên rồi các bạn ạ. Bạn nào đã từng nhìn thấy con đỉa rồi thì hãy comment điểm danh ngay bên dưới cho Ad biết nhé. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái nhíp này để gấp cái con này sang cái ống thí nghiệm để có thể soi dễ dàng hơn nhé. Đố bắt được em. Đố anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Ui, ui. Mình cùng dùng nhíp mà nó còn bám rất là chắc, cái đầu mút của nó bám vào cái thành cốc ấy. Người ta có câu ra như đỉa đúng là quả không sai các bạn. Bắt được cái con này thì vất vả thực sự luôn. Nó vừa trơn vừa nhóc. Lại còn bám dai ơi là dai luôn ấy. Cuối cùng thì sau một hồi vật lộn với nó thì mình cũng cho được sang cái hũ thí nghiệm nhỏ này. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng quan sát cận cảnh để xem kết cấu của con đỉa và hình dáng bên ngoài của nó ra sao nhé. Và đây, hiện tại thì chúng ta đang quan sát con đỉa này dưới độ phóng đại là 40 lần. Nó đang kéo dài cái thân và di chuyển giống như một con sâu đo vậy các bạn ạ. Thân của nó dẹp theo chiều lưng bụng và nó có những cái đốm chấm đen đen trên mỗi một đốt như thế này này các bạn. Tổng cộng nó có khoảng từ 33 đến 34 đốt đấy. Thân mình của nó cũng rất dài, trơn và nó có một lớp chất nhầy phủ bên ngoài cơ thể. Chất dịch nhờn này là do lớp tế bào biểu bì của con đỉa tiết ra. Nhờ đó mà các động vật sống trong nước rất là khó bắt được con đỉa. Và cũng chính vì thế nên Ad gắp mãi mà không dứt được con đó ra luôn đấy. Các bạn hãy nhìn lớp da của nó này. Thông thường thì lớp da của nó có màu xanh đậm hoặc vàng để giúp chúng dễ dàng bơi lội trong các ao hồ sông suối, ẩn nấp ở những bụi cỏ bên bờ nước hoặc là dưới bùn và chỉ chờ con mồi lội xuống vũng nước đó là chúng ngay lập tức tiến đến để xin một ít máu các bạn ạ. Nó là xin, nhưng dù chúng ta không đồng ý thì chúng vẫn sẽ hút mà thôi. Cái gọi là kẻ không chết máu thì không các bạn. Một con đỉa có thể hút tối đa 15ml máu, sau đó máu còn chảy thêm 15ml nữa mới tự cầm máu được. Do đó, tính ra mỗi con đỉa có khả năng lấy từ cơ thể của chúng ta 30ml máu đấy. Cơ thể của con đỉa có thể trữ được một lượng máu gấp 3 lần khối lượng của cơ thể. Chính vì thế khi hút no máu, nó mới rời khỏi con mồi. Lạ ở một chỗ là khi con đỉa này cắn thì chúng ta không hề có một chút cảm giác đau nào mà máu vẫn cứ chảy nha các bạn. Một lát nữa thì chúng ta sẽ phẫu thuật xem ở bên trong con đỉa này có cái gì mà nó lại đặc biệt đến như vậy. Các bạn hãy nhớ xem hết video nhé. Còn đây là phần bụng của con đỉa. Đây là cái giáp mút ở thân sau, nó giống như một cái mỏ neo để thân trước co duỗi di chuyển được giống như con sâu đo như khi nãy chúng ta quan sát đấy. Còn cái giáp mút ở phần đầu mới là kinh dị đấy các bạn ơi, vì bên trong của nó chứa một vũ khí bí mật, đó là giáp mút có chứa 3 hàm, mỗi hàm có tới 90 cái răng.
tức là nó có khoảng 270 cái răng đó các bạn. Đỉa sẽ dùng cái giác hút này để cắn con mồi và bám chặt vào, hút máu. Nó bám chắc tới nỗi rất khó để dùng tay có thể rút nó ra khỏi vật chủ đấy. Vết cắn của đỉa thì rất là ngọt, có thể ghim xuyên qua lớp da dày như da trâu, da bò, chứ đừng nói là da của chúng ta các bạn ạ. Sau khi cắn xong thì nó sẽ để lại trên da của vật chủ vết cắn có hình giống chữ Y dài. Người phương Tây còn ví đỉa là một con ma cà rồng trong giới động vật, bởi nó chỉ buông tha cho con mồi khi đã no máu thôi đấy các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ phẫu thuật xem bên trong con đỉa này có vi khuẩn nhiều như thế nào nhé. Đây các bạn ơi, em hơi run các bạn ạ, nhìn thôi đã thấy khiếp đảm rồi mà không nào. Chết mất, đỉa còn được coi là quỷ tái sinh, nên mình tin khi mà mình có cắt đôi nó ra thì nó sẽ sinh ra làm hai con. Tức là mỗi đốt của đỉa đều có khả năng tái sinh và hình thành cá thể mới khi bị cắt nữa. Ví dụ như bây giờ mình sẽ cắt đôi con đỉa này theo chiều ngang như thế này, thì từ một con đỉa sẽ thành hai con đỉa. Như thế này đấy các bạn có thể thấy nó vẫn di chuyển đấy. Chính vì thế nó mới có cái tên gọi là quỷ tái sinh. Ui là trời, nghe như phim kinh dị rồi phải không nào? Bây giờ thì mình sẽ lấy cái dung dịch ở bên trong con đỉa này để làm tiêu bản nhá. Nó rất là trơn nha các bạn. Cái dung dịch ở bên trong cơ thể của nó cũng rất là nhầy nhụa và nhớp nháp. Trong dân gian thì cũng có một vài tin đồn về khả năng tái sinh vô hạn của đỉa. Tuy nhiên sự tái sinh này cũng là hữu hạn thôi các bạn. Nếu như mà chúng ta làm phá vỡ cấu trúc thể xoang thì dù chỉ cắt cá thể ra làm đôi thì cá thể cũng không có khả năng tái sinh nữa đâu các bạn ạ. Với góc nhìn khoa học thì chúng ta hoàn toàn có thể giết chết con đỉa này bằng một trong những cách như là cắt theo chiều dọc này, hay là bằng môi trường cồn này, hay là môi trường có nồng độ muối, axit hoặc là bazơ cao, hoặc là với nhiệt. Đỉa sẽ chết hoàn toàn nếu như bị đốt cháy, nhiệt do phản ứng với nước, với vôi. Dân gian Việt Nam có câu như đỉa phải vôi là như vậy đấy. Và độ cay ở trong ớt tương hay là mù tạt wasabi cũng có khả năng giết chết được đỉa đấy. Cuối cùng thì mình cũng đã làm xong tiêu bản rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát ngay dưới kính hiển vi xem nó có gì nhé. Đây là hình ảnh dưới độ phóng đại là 400 lần. Chúng ta đang quan sát một mảnh tế bào trong ruột của con đỉa. Rất là nhiều vi khuẩn đang hoạt động này. Có một điều vô cùng đặc biệt là ruột của con đỉa sẽ liên tục phát triển các manh tràng với một hệ tuần hoàn khép kín. Tức là nó không đào thải chất bẩn ra ngoài đâu các bạn ạ, mà sẽ có một loại vi khuẩn mang tên là Aeromonas hydrophila sẽ giúp tiêu hóa máu và tạo ra một kháng sinh để tiêu diệt những cái vi khuẩn khác gây thối rữa đấy các bạn. Nghe thật kỳ dị phải không nào? Vẫn chưa hết đâu, nếu bạn nào đã từng bị đỉa cắn có thể thấy rằng con đỉa hút máu nhưng chúng ta chẳng hề cảm thấy đau một chút nào, giống như được tiêm thuốc tê vậy. Điều này chính là nhờ khi cắn, đỉa tiết ra 15 loại protein khác nhau ảnh hưởng tới cơ chế đông máu và gây tê, đồng thời còn có 17 loại protein khác nhau cũng có khả năng góp phần vào quá trình chống đông máu, làm cho máu chảy liên tục, giúp chúng thoải mái trộm máu đến tận 40 phút. Chính vì vậy mà đỉa cũng được coi là một phương thuốc tốt trong y học cả ở phương Đông lẫn phương Tây. Thầy thuốc Nicander ở Colophon, Hy Lạp cổ đại chính là người đầu tiên được ghi nhận dùng đỉa để trị bệnh vào năm 200 trước công nguyên. Ngày nay phương pháp dùng đỉa trong y học được gọi là Hirudotherapy. Y học cổ truyền phương Đông dùng đỉa để hút các ổ máu tụ này, máu bầm này, áp xe mà không cần mổ một chút nào. Tại Udelea, đỉa được nuôi trong những bình lớn có dung tích 3 lít, trên sẽ bịt một vải chặt để chúng không trầm chuồng. Sau khi xuất xưởng thì chúng được dùng để hút máu của người bệnh, giảm đông máu khi tiết ra hirudin, giảm bớt áp lực máu khi suy tĩnh mạch, kích thích quá trình tái tạo lại những bộ phận có lưu lượng máu lớn như là mí mắt này, tai này hay là ngón tay. Trong quá trình nuôi dưỡng thì đỉa sẽ được hưởng những điều kiện chăm sóc tốt nhất. Chúng ưa nước sạch nên hai lần một tuần nước trong bình sẽ được thay, làm sạch tạp chất, khử kim loại nặng và đun nóng tới nhiệt độ lý tưởng. Thức ăn của đỉa ở trung tâm phải là loại hảo hạng nhất, mua tại các cơ sở giết mổ có uy tín. Đỉa nuôi làm thuốc ở đây thì chỉ có máu sạch của động vật khỏe mạnh mới được dùng làm thức ăn cho chúng được mà thôi. Vào giai đoạn lớn, đỉa ăn nhiều hơn, chúng ngốn lượng máu nặng gấp 5 lần cơ thể và no suốt trong vòng 3 đến 4 tháng. Tuổi thọ trung bình của đỉa là khoảng 6 năm. Đất là một môi trường sinh sản lý tưởng cho chúng. Đỉa thì là một loài lưỡng tính, khi mà sinh sản thì chúng sẽ làm thành một kén giống như là sâu vậy.
trung bình một tổ kén sinh ra từ 10 tới 15 con đỉa con đấy. Tuy nhiên cũng lợi dụng điều này, các thương lái Trung Quốc đã từng sang Việt Nam để thu mua đỉa với giá trên trời. Nhưng mà không chỉ có mục đích đó mà còn muốn phá hoại nền nông nghiệp của Việt Nam nữa cơ. Vào những năm 2011-2012, không ai hiểu tại sao mặt hàng lạ đời này lại được thương lái Trung Quốc thu mua. Từ các tỉnh vùng ven như Vĩnh Phúc hay là Phú Thọ, hàng chục người dân kéo về cánh đồng ngoại thành Hà Nội để tìm bắt đỉa. Theo những người chuyên săn đỉa, giá mỗi kg do thương lái Trung Quốc thu mua lên tới 500.000 cho tới 600.000 đồng một kg, thậm chí có thời điểm giá bán lên tới cả triệu đồng một cân nữa. Mà việc săn đỉa hàng ngày đem lại lợi nhuận rất lớn so với việc làm ruộng, khiến cho các nông dân ở các vùng miền ráo riết săn đỉa đem bán, bỏ cả làng để đi tìm bắt đỉa. Có những gia đình thậm chí còn nuôi loài sinh vật này nhằm đẩy mạnh năng suất nữa chứ. Gì chứ với đỉa thì nhiều người nông dân chỉ hận là không giết sạch được chúng đi. Nay lại có người thu mua với giá cực cao như vậy thì tội gì mà không bắt vội mà đem về bán phải không nào? Quá ngon luôn đấy chứ. Thế nhưng, đời không như mơ, chỉ sau một thời gian ngắn, thương lái buôn bỗng nhiên bỏ đi, khiến cho hàng trăm nông dân không biết xử lý như thế nào. Một số người vứt cả bao tải đỉa xuống biển, khiến cho hệ sinh thái của khu vực này bị ảnh hưởng rất trầm trọng. Thật sự mà nói, bom hàng gì không bom, đây lại đi bom một đống đỉa thế này thì thực sự là một pha bom hàng đi vào lòng đất luôn đấy chứ. Theo nhận định của những người có kinh nghiệm thì đây là một chiêu trò kiếm tiền của các thương lái Trung Quốc. Ban đầu thì họ bỏ tiền để tạo nên cơn sốt đỉa bằng những lần tăng giá. Khi giá thu mua lên tới đỉnh điểm cũng là lúc các thương lái bán hết số đỉa thu mua rồi biến mất, để lại những cánh đồng đỉa lúc túc lúc nhúc. Thật là xót xa khi người dân chỉ thấy được cái lợi trước mắt mà không nhìn ra được thủ đoạn thâm sâu của những kẻ thủ đoạn này. Và các bạn thấy sao về cách thức mua bán của thương lái Trung Quốc? Comment suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nâng độ phóng đại lên xem có gì không nhé. Dưới độ phóng đại là 800 lần thì chúng ta có thể thấy lượng vi khuẩn đang lúc nhúc ở trong thành ruột của nó này các bạn. Đối với đỉa thì tuy được sử dụng làm thuốc đấy, thế nhưng với những cái con thông thường ấy, ở bên ngoài thiên nhiên mà không phải được nuôi để làm thuốc thì chúng vẫn hút máu. Chúng có thể mang trong mình virus viêm gan B cũng như là HIV cùng nhiều loại ký sinh trùng gây bệnh khác. Nếu như chúng ta bị đỉa cắn mà không biết cách lấy nó ra, nó có thể truyền bệnh sang chúng ta. Tuy nhiên trường hợp như thế thì khá là hiếm và thế giới ghi nhận chưa nhiều. Trong trường hợp mà đỉa thâm nhập được vào cơ thể con người, đỉa chỉ có thể tồn tại được duy nhất trong môi trường hô hấp không có chất men, acid và kiềm như là mũi này, xoang này hay phế quản. Khi mà đỉa đến các bộ phận khác trong cơ thể của con người thì đỉa sẽ tự chết do tiếp xúc với môi trường acid, kiềm có trong các bộ phận này. Đã có thời gian, tin đồn sữa có sinh vật lạ nghi là đỉa này, nhân kẹo được làm bằng trứng đỉa hay đỉa sấy khô, họ tán nhuyễn rồi trộn với thực phẩm như là mì tôm, bim bim hay sữa bột để trứng và bào tử đỉa ký sinh và phát triển trong cơ thể của chúng ta, phá hủy nội tạng của chúng ta dần dần. Điều này đã khiến cho dư luận hết sức là hoang mang. Tuy nhiên chuyên gia cũng đã khẳng định lại đó là bào tử của đỉa qua quá trình chế biến thực phẩm thì không thể tồn tại được đâu các bạn. Trứng đỉa có thể nở trong môi trường thích hợp, có độ ẩm như ruộng, đất, chứ nó không thể nở ở trong ruột, dạ dày của chúng ta được. Nếu con đỉa có vô tình đi lạc vào trong cơ thể của chúng ta thì chúng khó hoặc là không thể sống được trong môi trường có độ pH acid cùng với các men tiêu hóa đậm đặc như dạ dày được. Điều này cũng giải thích cho tin đồn về bào tử đỉa hay đỉa xay nhuyễn trộn vào thức ăn. Điều này là hoàn toàn vô lý và không có cơ sở nha các bạn. Hy vọng có video này các bạn đã có cái nhìn đúng đắn về tin đồn vô căn cứ ở trên để tránh gây hoang mang cho chính bản thân và người thân của mình. Hiểu hơn về bài học tập này, nếu như thấy video hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Bạn có tò mò về chủ đề nào, hãy comment ngay phần bình luận phía bên dưới để chúng mình thực hiện sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.